Bạn chỉ được xuống một tầng ngạc này, nên khi nào video bằng hai nhóm P, Remove Background, nâng Magic Eraser. Chẳng như chọn nông thà, một ngày P nâng viên mình là cái đạp xe chẳng đổi đấy. Tỏ, nhưng tôi tạm đoán tầng ngạc này. Chẳng tìm mỗi nhóm nhảy P Remove Background chỉ muốn sẵn, bạn bóng phôn tôi upload rụp hiệp sẵn màu. Nâng ngày upload đó nè. Và cho upload file sẵn màu. Ok, là dừng từ import file cho. Ok, chẳng trong miền rụp cầm rô bị bay ní hồ tha thì mỗi nhóm miền rô bà mà được xảy ní bà vì cho trái giờ dân edit photo lại ní máu mà lên kênh crom nè ok chẳng ở việc remove background mà bằng bộ lệnh mở khả nế dân khơi bị thải phách hay nâng tool cứ BG remover để thay background remove là ngay ngay bắt đầu máu giờ chuyển lên đằng máu này ok dân chăm tích chọn đang là ta vì remove sạch rồi mà dân xu mới nè này sợ về dân sạch à và hai bóng con đã chạy background cho mình có màn đấy chạy xả đô thì chẳng là ok ta lấy nhưng mà trong chạy background thế cứ dừng ai cho tới use design cho mình đồng sao nít cả đô bộ ấy thế tại dừng ở toàn thừa năng thế đồ bây giờ cắt background hơi hẳn lấy nhưng cho mặc lại design hay nếu khả năng ni phần dừng nó dừng ai anh ấy cứ background anh ấy cứ layer rụp hình dưỡng chẳng vì thông mà mày nè chẳng dừng crop với mất tiêu nha nè khăn xoay nhẹ thì tôi chỉ mở lấy rồi thế này nó cứ hai crop này nhé nó nên background một cuốn ai tin background nhưng mà đã mà ok nhầm remove ở nhầm rồi nhận đi cho không ok này đi template mấy background không ok search mấy background chấp tiền việt thom á mà đam layer send to back nhé cắt chữ background mười bạn ạ ok tỏ à lời dân cho từ import file một tiền mau bạn phim được pro hình đó tiếp tôi như muốn nâng cao background thì mua những ai create nhiều design nó bị tập bỏ đam mà là ngay hãy dùng remove background bị khăn đam hãy chăm dùng import chỗ không project thì bây dùng thuật không project tầm đồng mình là thay dùng tự upload rụp dùng là rạch máu hãy dùng import bẹp nè và bị bán bẹp năng hãy bằng phần chọn edit photo của bán chọn nhưng này khẳng crom nè vì mình canva assistant năng và phần chọn lần năng hãy background remover tầm đồng mà chọn lần năng tầm đồng tại việc đôi khi này thì nè nhé hãy dùng thử cái crop group này thì nhà này cho con ông này cho con ông men là cái nhé này mà cứ nơi cho nó lấy con phải làm lần trẻ màu chứ lúc nhân xa ra nè anh ấy cứ tại tao chỉ muốn ca lúc background từ lời rụp mà đủ à lời dân xa thử upload rụp lần tập hợp vinh đó chẳng đang tao với xa đó và những tạm đàn một ngọt nhé ok cho lần nắng Canva Assistant Background Remover này rồi mà em ok chẳng nhầm mình là bản năng tạo thời remove background à lấy dương châu tạo đó rút Magic Eraser rìm đoàn chẳng đang viêm mình nhé ok nhầm bạn import file này muối và nếu nhầm nhầm import nè là người chơi edit photo máu cái line mà nhấn bàn tay bên nâng dân ở do đi mua background đây dân do magic eraser tờ máu dân mà lúc cho mũi phân hạch ra thì dân cho lúc chào mà hai anh ấy cứ chỉ ra sai mình đây thà tầm hôm này trụ phân dân nó đại dân khơi nhẹ ở vì tụi và thông dân rè nâng màu hả nhé
vì khá object dân với thông chẳng như sẽ thông tạo object mà hỏi dân ai xuống về Chrome này và thay dân dân trong lúc tạo tông cho môi năng lúc thuận ý chẳng dân break máu hay dân dân màu dân màu cú trong là nhận mẹ cho môi bạc đấy anh ấy là cái này dân trong lúc phép thuật mà có bảo vệ nhẹ nhảy rụp dân phía chứ này trong lúc cho rụp lụp rụp sạt rụp nụ rụp bởi dân từ ok sạt lần ấy đi tiền máu cú về ở máu mà đông này về miền nắng miền sao mà mình ấy lụp ở máu anh ấy tự tôi muốn những magic eraser hai ở cái đấy sau đó mình mà chị eraser cứ làm những lụp mật thổ nào để dùng một trong bàn cháo hay là đặc biệt là dân thừa hỏi ở hỏi một phần ai chọn sell được coi use in design cho một đoạn vô về từ design cho một đoạn chẳng này và được có bởi dân chọn ở vị trí một đám với những chọn reset erasing màu ok trong video này nhóm mình là bản năng thế làm chụp nên không bị đầu cào.